Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Bioglen Red Grill Oil Glucosamine. Viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine được biết đến là viên uống hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đau nhức xương khớp. Công dụng của viên uống hỗ trợ Bioglen Red Grill Oil Glucosamine hỗ trợ việc ngăn ngừa các triệu chứng về các vấn đề như xương khớp bị đau khi vận động nhiều, bổ sung các dịch nhờn cho các khớp, từ đó giúp khả năng vận động của khớp được trở lên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Trong thuốc có thành phần glucosamine nên có tác dụng tái tạo và sản sinh ra các tế bào có lợi tốt cho sức khỏe, từ đó giúp xương phát triển một cách toàn diện. Việc thuốc được chiết xuất từ dầu nhuyễn thể Red Grill Oil vì vậy nên có tác dụng hỗ trợ giảm đau khi đến kỳ kinh nguyệt, bảo vệ hoạt động tim mạch tốt. Thành phần trong một viên Bioglen Red Grill Oil Glucosamine. Trong một viên Bioglen Red Grill Oil Glucosamine có các thành phần như dầu nhuyễn thể Euphausia Superba Grill Oil chứa 200mg, glucosamine hydrochloride chứa 750mg. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Bioglen Red Grill Oil Glucosamine. Liều lượng dùng sản phẩm là 2 viên trên một ngày. Bạn có thể uống trước hoặc sau bữa ăn. Để đạt hiệu quả tối đa, bạn nên dùng sản phẩm thường xuyên, ít nhất là 3 tháng. Lưu ý khi sử dụng, không nên dùng với các trường hợp bị dị ứng với đồ hải sản. Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, sạch sẽ, không khí thoáng mát, ở nhiệt độ dưới 25 độ C. Đối tượng sử dụng viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine không phân biệt giới tính, có thể là nam, nữ, trên 40 tuổi đang gặp các vấn đề về xương khớp, người muốn cải thiện sức khỏe, muốn xương khớp cơ thể được dẻo dai, người có vấn đề về tim mạch, trí não muốn được cải thiện. Không nên sử dụng cho những đối tượng bị dị ứng với hải sản. Trẻ em dưới 18 tuổi không nên sử dụng Bioglen Red Grill Oil Glucosamine. Có thực sự tốt? Viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp giữa dầu nhuyễn thể Red Grill Oil và glucosamine. Viên bổ khớp Bioglen Red Grill Oil Glucosamine có tác dụng giúp nuôi dưỡng tái tạo các sụn khớp, từ đó tạo các chất nhờn, giúp giảm đau nhanh và tăng cường các chức vận động cho xương khớp. Các gân và mô được liên kết với nhau, làm trơn khớp, hỗ trợ giảm đau cho các khớp. Ngoài ra thuốc còn có tác dụng lớn trong việc giảm đau các khớp thấp, khớp, các bệnh như đau dây thần kinh, đau mỏi lưng, vai gáy, cột sống, gai cột sống và thoát vị đĩa đệm. Sản phẩm được sản xuất từ tập đoàn dược phẩm nổi tiếng Pharmacare Laboratory Australia. Vì vậy được phổ biến rất rộng rãi trên nhiều nước, xu hướng sử dụng dưỡng chất dầu nhuyễn thể đang ngày càng được ưa chuộng trên thế giới. Trong những năm gần đây, vì nó mang lại rất nhiều hiệu quả nên luôn là sản phẩm được ưa chuộng. Theo nhiều đánh giá của khách hàng thì sản phẩm được coi là xanh, sạch và an toàn. Theo thống kê của những khách hàng đã sử dụng thì viên uống chưa có tác dụng phụ và không chứa các độc tố. Sản phẩm có hiệu quả rất nhanh, chỉ cần sử dụng từ 7, 14 ngày. Bioglen Red Grill Oil Glucosamine có thực sự tốt? Một số câu hỏi thắc mắc về viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine các bạn có thể đang băn khoăn nhất hiện nay. Thời gian sử dụng viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine bao nhiêu lâu thì khỏi bệnh? Sản phẩm Bioglen Red Grill Oil Glucosamine có công dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ và cải thiện các vấn đề về xương khớp. Sản phẩm này nên sử dụng thời gian liên tục trong vòng 2-3 tháng, như vậy mới đạt được hiệu quả rõ rệt nhất. Tuy vậy, sản phẩm là thực phẩm chức năng, không có nhiệm vụ là thuốc nên chỉ hỗ trợ tạm thời. Nếu muốn được giải đáp chi tiết, các bạn nên gặp bác sĩ. Cách bảo quản thuốc khi đã mở hộp ra sử dụng. Viên uống bổ khớp Bioglen Red Grill Oil Glucosamine cần được bảo quản tại những nơi khô ráo. Không nên để sản phẩm nơi ẩm ướt, có ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Khi mở sản phẩm ra sử dụng, bạn nên đậy ngay sản phẩm lại. Không sử dụng tay ướt để lấy viên uống ra, đặc biệt không cần bảo quản trong tủ lạnh. Trong quá trình uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine có bị quên một hôm thì hôm sau có uống bù được không? Viên uống bổ khớp Bioglen Red Grill Oil Glucosamine được khuyến khích nên sử dụng từ 1 tháng 2 viên trong một ngày. Bạn uống trước hoặc sau bữa ăn, vì vậy nếu bạn chẳng may quên thì cũng không nên uống bù vào hôm sau. Tránh việc sử dụng viên uống quá liều lượng, từ đó gây ảnh hưởng tới sức khỏe và hiệu quả của thuốc. Những phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú có sử dụng được viên uống không? Như đã nói ở trên, sản phẩm chỉ nên sử dụng cho các đối tượng trên 40 tuổi. Người gặp các vấn đề về xương khớp, người muốn phòng và hỗ trợ cho sức khỏe, vì vậy với những phụ nữ đang mang thai, đang nuôi con bằng sữa mẹ, trẻ em dưới 18 tuổi thì không nên sử dụng sản phẩm. Viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine khi uống có mùi vị khó chịu không? Hình dạng của viên uống hơi thuôn dài, chất liệu mềm, không có mùi vị khó chịu nên có thể uống dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine. Tôi có thói quen uống nước chè khi sử dụng. Như vậy có tốt không? Trong viên uống có chứa nhiều các chất khác nhau, khi kết hợp với nước chè có thể gây các tác dụng phụ.
Những tác dụng không mong muốn khi đó sẽ làm giảm hiệu quả sản phẩm, vì vậy bạn không nên uống nước chè với viên uống hoặc nước có ga cồn. Bạn chỉ nên sử dụng nước lọc hoặc nước nguội để sử dụng khi uống thuốc và nên nhớ phải uống thật nhiều nước mới có hiệu quả. Khi đang sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch thì có nên sử dụng kết hợp với viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine này không? Mỗi sản phẩm đều có những thành phần riêng, vì vậy khi kết hợp với nhau các bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ một cách cụ thể nhất. Như vậy sẽ không có những kết quả không như mong muốn. Như vậy trên đây là tất cả các thông tin về viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine. Đến đây chắc chắn các bạn đã trả lời được câu hỏi viên uống Bioglen Red Grill Oil Glucosamine có thực sự tốt. Hy vọng các bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm chất lượng và tốt nhất cho bản thân mình. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.